Đây là mình đang sử dụng béc đôi, béc hai vòi phun nhé bà con, với tiết diện xương rất là rộng và xương ra rất là mịn. Mình mang rất là gọn là nhẹ nhé bà con. Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của Thế Giới Máy. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một dòng bình xịt điện phun thuốc chiều sâu đến từ thương hiệu COV với dung tích 20 lít. Dòng sản phẩm này rất được nhiều người ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu dòng bình xịt điện này có ưu điểm gì đặc biệt nhé. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Máy có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, trọng lượng chỉ với 5,3 kg, có màu vàng sáng bắt mắt. Trên nắp máy sẽ có được hai nắp, một nắp chính chúng ta dành để bơm nước và một nắp phụ để chúng ta dùng để bét được bét phun. Máy sẽ có đi kèm một tem bảo hành chính hãng của máy và số điện thoại của kỹ thuật. Trên thân máy được dập nổi thương hiệu Con Ong Vàng. Phía trước có mặt đồng hồ đo van áp. Bên hông chúng ta sẽ có một nút khởi động máy, một van điều chỉnh áp và một khóa chui sạc máy. Phía sau chúng ta có một miếng đệm lưng bằng nhựa giúp chúng ta giảm lực trong quá trình sử dụng máy, kèm theo một dây đeo trợ lực giúp bà con trong quá trình sử dụng không bị đau mỏi. Bên hông chúng ta có một thanh gạt giúp cố định cần trong quá trình sử dụng. Đi xe máy sẽ bao gồm một cục sạc, bộ bét phun sẽ bao gồm bét hỏa tiễn, bét tia 2, bét tia 4 và bét hoa sen, và một số ron giúp các bạn thay thế trong quá trình bị mài mòn. Máy có thể sử dụng được khoảng thời gian từ 6 đến 8 tiếng liên tục. Thời gian sạc máy là tầm khoảng 4 tiếng, lưu lượng nước là tầm khoảng 4,3 lít trên phút. Nếu các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm COV20 này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng để được nhận tư vấn thêm. Máy sẽ có chế độ bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời về máy. Ngoài ra, các linh kiện về máy chúng tôi luôn có sẵn tại cửa hàng giúp các bạn có thể thay thế trong quá trình sử dụng bị mài mòn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình giới thiệu sản phẩm kế tiếp.